Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số ý tưởng kinh doanh online không cần vốn trong năm 2018 và 2019. Ngày nay, một trong những công cụ mà các bạn biết để đâu bắt đầu kinh doanh online đó chính là Internet. Có rất nhiều cơ hội khác nhau để bắt đầu kinh doanh online, và trong một số trường hợp thậm chí chẳng cần nhiều hơn một kết nối Internet để việc kinh doanh của bạn tiến triển. Dưới đây là một số cách kinh doanh online mà mình hướng dẫn đến các bạn. Nhưng trước tiên các bạn phải cần nắm vững được kiến thức về Internet và kinh doanh online, cũng như mình phải có một khả năng và một sở trường nào đấy để từ đấy mình phát triển trên mạng Internet. Vì các bạn đã biết bây giờ mạng Internet rất phát triển, vì vậy vấn đề kinh doanh nó không còn đơn giản như là mình bán hàng mình phải có cửa hàng, hay là mình muốn làm giáo viên mình phải đến lớp. Tất cả mọi thứ có thể được giải quyết trên mạng Internet. Vì vậy, khi ta biết được khả năng của mình cũng như cách để phát triển bản thân thì mình sẽ có thể áp dụng được một số cách vào một số khả năng của mình để phát triển và kinh doanh từ khả năng đấy. Đi ngay vào vấn đề, mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cách kinh doanh sau. Thứ nhất là blogger. Blogger nghĩa là bạn viết blog là một cơ hội kinh doanh rất khả thi, cho phép bạn lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp với bạn, và bạn có thể làm kiếm tiền thông qua quảng cáo, liên kết affiliate, inbox hoặc làm bất kỳ con đường nào khác. Viết blog là như thế nào? Là bạn phải có khả năng viết lách, biết về website. Sau đấy bạn lên chọn một chủ đề mà mình giỏi, và mình sẽ lên mở một blogger, mình viết bài các nội dung như hướng dẫn, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về các nội dung đấy. Các bài viết hay, nội dung cuốn hút và đi đúng vào tâm lý người dùng, người nghe, để mọi người tò mò tìm hiểu và cảm thấy giá trị của bạn mang lại. Khi đấy, thương hiệu của bạn, blog của bạn sẽ nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Lúc đấy, khi đạt được một độ uy tín nhất định thì bạn, nghĩa là khi bạn có một lượng người truy cập và xem cao thì các bạn sẽ được đăng ký kiếm tiền quảng cáo trên blog của bạn với là đối tác với Google. Đấy là Google AdSense, hoặc các bạn có thể sử dụng phương thức kiếm tiền qua liên kết affiliate. Liên kết affiliate có nghĩa là khi bạn viết một bài nào đấy về chủ đề, chẳng hạn như chủ đề về điện thoại, thì bạn sẽ đặt một liên kết affiliate đến trang bán hàng mẫu điện thoại đấy. Khi người dùng kích vào đường link đấy để đến trang mua điện thoại thì bạn sẽ được nhà cung cấp chia cho một phần hoa hồng vào tài khoản affiliate, nghĩa là tiếp thị liên kết của bạn. Cách thứ hai là trợ lý ảo. Trợ lý ảo cho các doanh nghiệp, các chuyên gia thường sử dụng sự giúp đỡ của một trợ lý để quản lý các công việc như email và phương tiện truyền thông xã hội, và bạn có thể cung cấp dịch vụ đấy tới những khách hàng trực tuyến như là một trợ lý ảo. Đấy là bạn sẽ quản lý về các phương tiện như email, công việc và sắp xếp thời gian giúp đỡ cho một doanh nghiệp nào đấy, vì người ta sẽ không có thời gian để làm được những việc đấy. Bạn cần phải có kinh nghiệm trong việc quản lý và việc sắp xếp công việc. Cách thứ ba là tác giả ebook. Nếu bạn có một ý tưởng của một cuốn sách cho một tâm trí, hay là một cách viết lách giỏi, hay là bạn thích viết lách và trong đầu luôn có những mẩu chuyện hay và những ý tưởng hay muốn được truyền đạt hay truyền tải đến người nghe, thì bạn có thể bắt đầu với việc viết sách, viết ebook của mình và làm cho nó được xuất bản trên các nền tảng trực tuyến. Hiện tại có rất nhiều nền tảng trực tuyến để viết, bạn viết lách. Họ có thể vào các blog, các diễn đàn, hay là bạn có thể tạo riêng cho mình một fanpage, một trang cá nhân cũng như một kênh YouTube để viết những nội dung của mình lên, để quảng bá cho nội dung của mình và đăng lên các trang trực tuyến, thu hút người xem, người dùng. Cách tiếp theo đấy là tổ chức các khóa học trực tuyến. Bạn cũng có thể chia sẻ kiến thức của mình đến tất cả mọi người dưới dạng những khóa học online của riêng bạn trên nền tảng Facebook, YouTube hay là những khóa học trả tiền.
và bạn bán ở trên các trang giáo dục. Nhưng trước tiên bạn nên xác định trước khả năng của mình, và mình nên bắt đầu bằng từ những nền tảng miễn phí trước như Facebook và YouTube để thu hút người xem, để mọi người biết đến khả năng của mình và khả năng mình được đánh giá cao, thì lúc đấy các khóa học của bạn sẽ được rất nhiều người chú ý và bạn sẽ tiến đến các khóa học kiếm tiền hơn, nhiều hơn và có thể phát triển bản thân được nhiều hơn. Tiếp theo đấy là nghề tư vấn sale. Tư vấn sale có nghĩa là bạn đưa ra một loại chuyên biệt hơn các dịch vụ sale cho các doanh nghiệp để cải thiện trang web của họ trên công cụ tìm kiếm của Google. Sale có nghĩa là bạn đưa từ khóa của một doanh nghiệp đang muốn lên đứng top trên Google. Nghề này bây giờ cạnh tranh rất nhiều, vì vậy bạn phải có một khả năng và một chiến lược tốt. Bạn tự tin mình có thể giúp doanh nghiệp, giúp từ khóa lên được, cạnh tranh được với các đối thủ bằng một chiến dịch riêng biệt, chuyên nghiệp và thật tốt, thì lúc đấy cơ hội phát triển của bạn sẽ rất cao và thu nhập cũng sẽ rất tốt. Tiếp theo đấy là nghề Affiliate Marketing. Đây là chương trình liên kết cung cấp cho bạn cơ hội kiếm tiền trực tuyến bằng cách đăng các liên kết sản phẩm dịch vụ khác nhau và sau đó kiếm được một phần của đơn hàng mà bạn đem về. Giống như mình đã từng nói ở trên, khi bạn viết blog, bạn có thu hút được rất nhiều người xem. Chủ đề blog, ví dụ chủ đề blog của bạn là về làm đẹp, bạn luôn viết những bài chia sẻ về cách làm đẹp, cách chăm sóc da hiệu quả. Khi một lượng người tương tác và theo dõi blog của bạn cũng như trang YouTube của bạn rất nhiều, thì lúc đấy bạn sẽ lên và tìm những trang bán hàng của các nhà cung cấp có sử dụng dịch vụ Affiliate, bạn đăng ký tài khoản Affiliate và dẫn đường link của sản phẩm đấy theo chủ đề của bài viết của bạn đặt ở dưới link, để cho người dùng khi đọc bài hướng dẫn của bạn, người dùng sẽ vào và mua các sản phẩm đấy theo link của bạn để ở dưới, thì nhà bán sản phẩm đấy sẽ có phần trăm hoa hồng chia cho bạn dựa trên số lượng sản phẩm cũng như giá trị của sản phẩm. Và như thông thường mình được biết thì giá trị hoa hồng có bạn hướng được rất cao, từ 30 cho đến tận 60%. Tiếp theo đấy là nghề làm YouTube. Đối với những ai cảm thấy thoải mái ở phía trước camera có một giọng nói truyền cảm, thì bạn nên bắt đầu mở kênh YouTube của mình và kiếm thu nhập thông qua quảng cáo. Có nghĩa là bạn phải hướng đến thế mạnh của mình, đấy là chia sẻ kiến thức hay là làm các video giải trí. Nội dung sẽ do bạn sáng tạo và tự sản xuất. Đầu tiên bạn sẽ đăng trên kênh YouTube của mình để thu hút người xem, người đăng ký. Khi lượng xem, người xem và người đăng ký đạt độ chuẩn thì các bạn sẽ được đạt độ chuẩn và đủ yêu cầu của YouTube, thì các bạn sẽ được YouTube cho làm đối tác kiếm tiền, được đặt quảng cáo ở trên các video của bạn. Lượng người xem càng nhiều và video mang lại hiệu quả cao thì các bạn sẽ được nhiều tiền quảng cáo phần trăm từ chương trình đối tác của YouTube. Tiếp theo đấy là nghề làm radio trực tuyến. Bạn cũng có thể bắt đầu làm kênh radio trực tuyến của mình để bán quảng cáo hoặc tài trợ kinh doanh quanh nội dung của bạn. Ví dụ bạn có khả năng nói, tư vấn, chia sẻ, kể những câu chuyện thì bạn nên theo nghề này. Tiếp theo là nghề kinh doanh đồ handmade. Bạn có thể lựa chọn các sản phẩm cho riêng mình và thiết lập cửa hàng thủ công thương mại điện tử của bạn trên một sàn thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shopee. Tất cả các gian hàng này bây giờ bạn đều có thể mở cửa hàng được. Các đồ handmade bạn có thể tự làm hoặc của người thân, hoặc các bạn có thể nhập về hoặc là làm mối cho các đối tác của các bạn để bán theo từng thời điểm. Ví dụ như Valentine, những ngày mùng 8 tháng 3 hay là những ngày kỷ niệm, những đồ đấy sẽ rất hút người xem và người mua vì người ta thích những đồ tự tay tự làm. Tiếp theo là thiết kế web. Các bạn có một số hiểu biết về thiết kế web, kiến thức các bạn có về các trang web và đã từng làm về lập trình website hoặc sáng tạo website trên nền tảng WordPress. Hiện tại bây giờ
Làm website không cần thiết bạn phải biết về code quá nhiều vì đã có những mã nguồn mở như WordPress, Joomla. Vậy trong một thời gian học và làm về website, bạn cảm thấy khả năng của mình tốt có thể làm được tất cả mọi yêu cầu của khách hàng. Vì hiện tại bây giờ nhu cầu website bán hàng online rất nhiều. Khi khả năng của bạn tốt, bạn có thể lên các diễn đàn, lên các group đăng tin và đưa ra các mẫu mà mình đã làm được, thì lúc đấy công việc sẽ rất tốt để các bạn có thể kiếm về những thu nhập khá ổn. Nghề tiếp theo là nghề phát triển website. Bạn cũng có thể kinh doanh bằng cách hỗ trợ quá trình xây dựng và phát triển website của doanh nghiệp, cá nhân cũng như một cửa hàng. Website khi làm xong, để phát triển nó mạnh hơn và tốt hơn và còn rất nhiều, cũng như nội dung của website tốt thì website mới đứng vững thứ hạng cũng như có thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng và đến được với nhiều người hơn. Nếu bạn có một kinh nghiệm phát triển website nhiều thì bạn nên theo con đường này. Nó cũng giúp bạn có một nguồn thu nhập khá là ổn định. Nghề tiếp theo đấy chính là thiết kế đồ họa. Hoặc bạn có thể cung cấp một số dịch vụ thiết kế kỹ thuật như quảng cáo trực tuyến, thiết kế các banner quảng cáo, các poster và tất cả các hình ảnh liên quan đến quảng cáo cũng như hình ảnh để hiển thị trên các trang mạng xã hội, hình ảnh sản phẩm đẹp và hình ảnh thông báo thu hút khách hàng cho một nhãn hàng, cho một sản phẩm hay là một cá nhân kinh doanh online nào đấy. Nghề này thời điểm này cũng đang rất phát triển vì nhu cầu rất lớn của rất nhiều người cần đến các nội dung này. Nghề phát triển ứng dụng. Nếu bạn có nhiều kiến thức về phát triển ứng dụng trên di động, bạn có thể kinh doanh như một nhà phát triển ứng dụng bằng cách viết các ứng dụng. Thậm chí bạn có thể xây dựng các ứng dụng cho các công ty, các doanh nghiệp và các cá nhân để người ta phát triển thương hiệu của họ. Hoặc bạn có thể phát triển thương hiệu của bản thân bằng cách xây dựng ứng dụng của riêng mình. Nó cũng có thể giúp bạn kiếm được tiền quảng cáo khi ứng dụng đấy có lượt tải về và sử dụng nhiều trên các hệ điều hành như iOS và Android. Nghề tiếp theo là nghề bán lẻ tên miền. Các bạn biết trong thời đại công nghệ phát triển kỹ thuật số, website là thứ không thể thiếu khi một cá nhân hay một doanh nghiệp muốn tham gia vào kinh doanh online cũng như phát triển công ty. Vì vậy, điều đầu tiên người ta chú ý đến là người ta sẽ mua những tên miền để đặt cho công ty của mình. Vì vậy, bạn cũng có thể lên các diễn đàn và các trang fanpage để đăng các thông tin bán tên miền. Bạn có thể liên kết với các nhà cung cấp để làm liên kết affiliate, giúp bán và ăn hoa hồng. Hoặc có thể bạn săn hoặc kiếm những tên miền mà bạn đã đoán trước được rằng sẽ có nhiều người mua, hoặc những tên miền đấy đẹp, bạn có thể mua lại khi quá hạn hoặc ở một người nào đó đấy muốn bán, lưu trữ lại và sau này lên các trang bán trực tuyến để quảng cáo. Hiện tại ở Việt Nam và nước ngoài cũng có rất nhiều trang bán tên miền cũ, có những tên miền đẹp sẽ được bán rất giá, rất cao, cũng tương tự như bạn bán sim vậy. Có những sim số đẹp các bạn bán sẽ được giá rất cao. Nghề tiếp theo là nghề viết tự do. Người viết tự do đó là còn được gọi cái tên khác là copywriting. Đối với những người muốn bắt đầu kinh doanh bằng cách viết tự do, cũng tương tự như việc bạn làm blog, bạn sẽ tạo những trang cá nhân của mình trên các mạng xã hội và bắt đầu viết lách về các nội dung của mình. Và sau đấy, từ những nội dung bạn viết đấy thu hút người xem, bạn sẽ được sự chú ý hoặc và quan tâm của các doanh nghiệp cũng như các cá nhân. Người ta cần người viết nội dung cho mình và các bạn sẽ nhận theo các job như viết bài để lấy tiền công của các bài viết cho các bài dạng marketing, quảng cáo hay là các bài viết cho các thương hiệu. Nghề tiếp theo đấy là hướng dẫn từ xa. Cũng tương tự như nghề đào tạo online trực tuyến, bạn sẽ lại học về một nội dung nào đấy ở trên môi trường internet
Các lớp học online có thể diễn ra ở rất nhiều nơi trên mạng xã hội như miễn phí và có trả phí. Các bạn cần phải tạo một thương hiệu cá nhân trước để mọi người biết đến và tin tưởng đăng ký các khóa học từ xa của mình. Ngày tiếp theo đấy là chuyên gia quảng cáo trực tuyến. Nếu bạn đã có một kiến thức về quảng cáo trực tuyến, bạn có thể làm một chuyên gia quảng cáo trên Facebook, Google. Có kinh nghiệm rất nhiều thì mảng này cũng sẽ đem lại một thu nhập khá ổn định cho bạn. Bạn có thể làm và nhận các công việc như quảng cáo, chạy các chương trình quảng cáo cho các doanh nghiệp theo một chương trình để tăng khách hàng, tăng lượng bán hàng cho doanh nghiệp, cho cá nhân hay các nhà bán lẻ. Ngày tiếp theo đấy là tư vấn du lịch. Nếu các bạn có khả năng thích du lịch và biết nhiều địa điểm, các bạn sẽ luôn luôn nắm bắt được các địa điểm du lịch, các địa điểm phù hợp với từng thời điểm và các mùa du lịch của trong năm, thì các bạn nên lên chia sẻ nhiều về khả năng của mình cũng như liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch, vé máy bay và các phương tiện đi lại để mình ăn hưởng hoa hồng khi mình tư vấn. Ngoài ra các bạn nên vào các hội nhóm group về liên quan đến du lịch để vào đấy quảng bá về các dịch vụ của mình. Ngày tiếp theo đấy là phát triển phần mềm. Nếu bạn đã quen với việc phát triển và sáng tạo phần mềm thì nghề này cũng là một nghề rất tốt, nhưng đòi hỏi bạn phải có một nền tảng kiến thức thật quan trọng và bạn phải có một kinh nghiệm tốt để làm được việc này. Đa phần những người học những nghề này thì dường như công việc sẽ rất tốt và học giỏi thì sẽ không bao giờ thiếu việc. Ngày tiếp theo đấy là tư vấn bán hàng. Nếu bạn là một người bán hàng chuyên nghiệp có kinh nghiệm, bạn cũng có thể cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp như tư vấn các chiến lược bán hàng, chiến lược kinh doanh phù hợp với từng loại mặt hàng, từng doanh nghiệp để tạo nên một khả năng bán hàng tốt nhất, đem doanh thu lớn về cho công ty. Ngày này đòi hỏi bạn có một sự năng động, giao tiếp tốt và có một kiến thức sâu về thị trường. Bạn cũng có thể chọn nghề viết quảng cáo. Nếu bạn có khả năng viết lách thì bạn nên theo nghề viết quảng cáo. Nghề này rất quan trọng ở chỗ khi bạn biết được mình cần phải viết gì, nhấn mạnh vào nội dung quảng cáo để làm khách hàng chú ý đến và xem cũng như quan tâm đến nội dung chương trình quảng cáo của mình. Đấy là một điều rất quan trọng. Nó sẽ tăng hiệu suất bán hàng rất cao và sự quan tâm của khách hàng đến một dịch vụ nào đấy. Vì vậy, nếu có khả năng này cũng là một nghề rất tốt cho bạn. Trên đây là một số nghề kinh doanh online 2018-2019 mà mình thấy nó đang là xu hướng cũng như là nền tảng phát triển của tương lai, cũng như nó không cần vốn. Không cần vốn ở đây có nghĩa là mình sẽ không phải bỏ vốn bước đầu để vào kinh doanh online như buôn bán một sản phẩm nào đấy, mà nó dựa trên nền tảng kiến thức mình đã có, mình đã học, chứ không phải làm cái gì nghĩa là bạn tay trắng mà bạn có thể vào làm luôn được. Còn những cái nghề kinh doanh online này có nghĩa là mình dựa vào khả năng của mình biết được thế mạnh và điểm mạnh của mình ở đâu để mình phát triển bản thân, để mình hướng đến một nghề nghiệp chuẩn nhất và thoải mái nhất cho mình. Bạn cần phải xem kỹ khả năng của mình ở đâu và đánh mạnh vào mục tiêu đấy. Trước tiên bạn cần biết được các phương tiện hỗ trợ hiệu quả cũng như các cách để phát triển thương hiệu cá nhân, thì lúc đấy nhiều người sẽ biết đến được khả năng của bạn và bạn có cơ hội để phát triển nghề nghiệp hơn rất nhiều. Kinh doanh online hiệu quả của mình sẽ có các bài hướng dẫn về các cách kinh doanh online cũng như các cách quản lý và các cách phát triển thương hiệu cá nhân. Các bạn nhớ theo dõi kênh của mình để có nhiều kiến thức bổ ích hơn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.